Theo đó, Vụ Tài chính Bộ Giao thông Vận tải góp ý rằng tại dự thảo đã đưa ra tiêu chí lấy ý kiến của Hội đồng Nhân dân rồi thì cần cân nhắc sự cần thiết khi đưa thêm tiêu chí lấy ý kiến của nhân dân địa phương. Ngoài ra, Bộ Kế hoạch Đầu tư cũng cho rằng việc lấy ý kiến của các cơ quan liên quan về vị trí đặt trạm thu giá sẽ ảnh hưởng tiến độ phê duyệt dự án. Đối với nội dung về khoảng cách giữa hai trạm thu giá trên cùng một tuyến đường phải đảm bảo cự ly tối thiểu là 70 km, nhiều ý kiến góp ý cho rằng quy định này gây khó khăn cho nhà đầu tư và cơ quan nhà nước trong quá trình đàm phán, ký kết hợp đồng vì ảnh hưởng trực tiếp đến thời gian thu hoàn vốn của dự án. Ngoài ra, quy định khoảng cách có thể dẫn đến việc đặt trạm BOT ở khu vực dân cư đông dễ tắc nghẽn. Tuy nhiên, theo đánh giá của các chuyên gia, hai vấn đề chính đối với các dự án BOT hiện nay là khoảng cách đặt trạm BOT và mức thu phí. Trong đó, vị trí đặt trạm thu phí, mức thu phí, thời gian thu phí đều thiếu công khai minh bạch. Quy định đặt trạm BOT có yêu cầu phải tham khảo ý kiến người dân, nhưng thực hiện hình thức áp đặt dẫn đến những bức xúc.